Chào bạn. Chào cô hả? Bạn tên là gì? Tôi tên là Diễm Hết. Vinh Hê, bạn học lớp mấy? Có phải? Lớp 3. Vinh Hê, bạn mấy tuổi? Tôi tên tới Vinh Hê tuổi con gì? Vinh Hê tuổi con gì? em tôi con đó. Em tuổi con gà. Khi nào là sinh nhật của bạn? Chính là tôi là 19 tháng 9. Nhưng hay ở Việt Nam thì bạn thích ăn món gì? Tôi thích ăn phở. Cô Hà cũng thích ăn phở, phở ngon đúng không? Phở ngon. Chào Vinh Hay. Chào cô Hà.